Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái video về lý khỉ V3. Mời các bạn cùng xem nha. Nè, một cái nè. Đây, xin chào hai, hai bố con của bé Cùi nha các bạn. Bé Cùi, bé mặc áo đỏ nhỏ nhỏ đấy, nhảy lưng tưng rồi. Nhìn anh cưng vô cùng luôn ha. Em ơi, cho xe gọn lên luôn em. Đâu trơn, thấy người không, không thấy khỉ đâu trơn à. Người đông quá, gửi chạy trơn. Có ơi, vô có. Bây giờ là 5 giờ chiều rồi nha các bạn. Thành ra là phụ huynh đưa các em lên đi chơi hơi bị đông. Và mọi người đi tập thể dục nữa này. Mọi người đi tập thể dục nữa, đông quá trời đông. Thì mình tải lên rồi cái đầu kia mình xóa đi, tải ra cái bài mình lên rồi cái bài đó mình xóa, không có giữ bản gốc á, lên YouTube mà. Bỏ lâu rồi, bỏ cũng hơn chục năm nay rồi. Hôm nay trời mưa mũi hơi nhiều. Đúng rồi, mùa mưa nó gì. Mưa xuống một phát mà mũi ở trong lá, mũi cỏ. Quay lên thì chắc người ta cũng subscribe kênh, người ta cũng nhiều lắm hả? Nhưng mà người ta phải biết là người ta lên. Người ta biết người ta lên xong người ta sẽ coi. Đúng rồi. Tính ra là những cái tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Tâm lý chiến. Nếu bây giờ quay. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Quay mấy chữ quay lại đâu. Nhưng mà quay cái này tự nhiên nó thấy cái ông này hình như nãy giờ quay mình. Không, mình quay tao mà nói cho mình biết. Để có nhiều tiền mấy người làm cái đó. Giờ có công vi phạm nhìn nó tự nhiên. Đúng rồi, nó có bài bản. Đây mày. Nhưng mà có cái nào giật điện thoại không? Không. Nó không có giật điện thoại.
khỉ đây vốn nó không có dùng điện thoại, khỉ đây nó không dùng điện thoại chứ khỉ ở từng giờ đã giật nha. Đúng rồi, khỉ từng giờ nó chỉ cho mấy con khỉ giật. Thân ơi, em đứng ở đây đi, anh này sẽ quay lên, sẽ lên được trang YouTube đứng đầu. Ui thôi bỏ qua đi, em lên hình ngay nghe đây, mất view chết. Trang của khỉ. Dạ. Tình núi khỉ vi ba. À, cái núi khỉ vi ba. Núi khỉ gì đi ba hả? Vi ba, cái đường vi ba. À, à, vi ba. Khỉ vi ba. Đây hả? Đi đi. Này bé củi nè, à, bé củi mà gặp mấy khỉ là bé củi khoái lắm luôn nha. À, anh xin mẹ anh cho mấy học. Cho bé tiếp anh. Cho bé, cho em bé ăn tiếp. Bé áo đỏ là cho nó ăn đi. Dạ quay nè. Anh đổi gì vậy? Thế rồi. Thế à. Alo. Bạn cùi. Bạn cùi cho cái ăn hết rồi, giờ bạn cùi đòi nữa, đòi mẹ anh nữa. À, có ai cho cái ăn tiếp. Không có ảnh nữa nè. Là mấy con khỉ nó cũng túa ra đường ngồi chờ mấy người tập thể dục đi ngang cho mẹ ăn. Đây có bạn khỉ con ngồi ngồi giống như con khỉ luôn nha các bạn.
nói cái gì đi. Xin chào. Chào các bạn. Chào các bạn. À, chào các cụi nha. Hãy lắng nghe khúc nhạc mừng lên giấc càng ngất ngây, chân vui bước mê say, đôi cùng tim cùng si nồng cháy, nhớ nhé anh đêm nay. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Xin chào. Nhìn vân trời.